Vụ bắt cóc trẻ ở bệnh viện Bình Dương, nghi phạm từng sảy thai, nói dối có con nên làm liều. Vụ việc một người phụ nữ giả dạng làm y tá, canh lúc sơ hở không người đã tiện tay bế đứa bé vài ngày tuổi khỏi bệnh viện và mang về nhà khiến cả bệnh viện, người nhà lo lắng, hoang mang. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên đeo kính, mặc quần trắng, áo đỏ đi vào khoa phụ sản. Khi vào thang máy, người này khoác thêm áo blue trắng nói dối là đưa con gái sơ sinh của chị này đi chích ngừa. Gia đình sản phụ xin đi theo, thắm từ chối, nói một tiếng sau lên phòng hành chính nhận cháu. T. Sau đó bỏ bé gái vào túi sách, rời khỏi bệnh viện và đưa về nhà trọ của mình ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, cách bệnh viện chừng 40 km. Cô nói dối người thân bé gái do mình mới sinh. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, người phụ nữ này đến giường bệnh bế bé đi tiêm ngừa, bà ngoại và ba bé xin đi theo nhưng người này không cho và nói một tiếng sau lên phòng hành tránh nhận bé. Chờ mãi không thấy con đâu, gia đình hốt hoảng và báo bệnh viện. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, công an tỉnh Bình Dương bất ngờ xuất hiện ở phòng trọ, giải cứu cháu bé và đưa thắm về làm việc. Ngay trong đêm, cảnh sát đã trao bé gái cho gia đình, hiện sức khỏe hai mẹ con đã ổn định. Theo sản phụ, thời điểm xảy ra vụ việc có người phụ nữ mặc áo trắng và nói đưa bé đi cho bác sĩ chích ngừa. Sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo bệnh viện phối hợp chặt chẽ với công an để điều tra sự việc. Sau đó, công an đã tìm được em bé tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Mặc dù đã tìm được em bé, nhưng ngành y tế yêu cầu bệnh viện tập trung theo dõi sát sức khỏe sản phụ, động viên trấn an tinh thần của sản phụ và gia đình. Bên cạnh đó, tập trung báo động đỏ cho toàn bộ các khoa trong bệnh viện cảnh giác cao độ, ra soát lại tất cả các quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất cho người bệnh. Bé được đưa về với mẹ trong đêm, hiện tại sức khỏe của bé và mẹ đã ổn định, được các bác sĩ theo dõi. Cũng sau một thời gian điều tra làm rõ, được biết người phụ nữ bắt cóc bé gái ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tên T, 18 tuổi, quê Bến Tre. Sau khi bế bé đi, T đã bắt xe đưa về nhà trọ tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng và nói dối cả nhà là mới sinh. Khi tiếp nhận được thông tin, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, lần theo dấu vết và tìm về nhà trọ. Công an bắt được người phụ nữ đang giữ cháu bé ở nhà trọ. Bước đầu, T khai bị bệnh u nang buồng trứng, từng sảy thai nên khả năng có con không cao. Với mong muốn có con và áp lực từ nhà chồng, T nói dối đang mang thai và sinh con vào khoảng tháng 10 năm 2023. Do T có tạng người mập giống mang bầu nên nhà chồng không nghi ngờ. Trước vụ việc trên cũng đã xảy ra một số vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, dẫn đến việc nhiều bệnh viện kiểm soát nghiêm ngặt ra vào khoa sơ sinh. Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại bệnh viện hiện nay quy định nhân viên y tế không tự ý ẵm trẻ sơ sinh, người nhà không giao trẻ sơ sinh cho nhân viên y tế. Theo đó, trẻ sơ sinh khi đi chích ngừa, đi khám, người nhà sẽ là người trực tiếp đưa các bé đi cùng với nhân viên y tế. Ngoài ra, các khoa và tòa nhà tại bệnh viện đều bố trí đội ngũ bảo vệ túc trực thường xuyên, quản lý người lạ ra vào. Hệ thống camera được bố trí khắp bệnh viện và được giám sát liên tục bởi đội ngũ nhân viên bệnh viện. Đại diện bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm tại khoa sơ sinh bệnh viện luôn kiểm tra nghiêm ngặt với trường hợp ra vào, đặc biệt là đối với người lạ. Mỗi khoa phòng đều có nhân viên gác cửa, ai muốn ra vào phải có giấy tờ và được kiểm tra đầy đủ. Ngoài ra, hệ thống thang máy và thang bộ hiện nay đều phải dùng thẻ từ, dấu vân tay của nhân viên y tế hoặc bảo vệ túc trực để đảm bảo không có người lạ xâm nhập.